Vụ nợ 8,55 triệu đồng sau 11 năm thành 8,8 tỷ đồng, ngân hàng muốn khách trả món nợ phù hợp. Theo chi nhánh ngân hàng nhà nước Việt Nam tại Quảng Ninh, ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Esimbank, chi nhánh Quảng Ninh đã có báo cáo giải trình với đơn vị nhưng không thể cung cấp thông tin vì đây là bí mật kinh doanh. Tuy nhiên, phía ngân hàng mong muốn làm việc với khách hàng để thống nhất khoản tiền phải trả phù hợp với hai bên. Chiều ngày 19 tháng 3, ông Thái Mạnh Cường, phó giám đốc chi nhánh ngân hàng nhà nước Việt Nam tại Quảng Ninh thông tin Phía ngân hàng báo cáo muốn làm việc với khách hàng để thống nhất phương án xử lý. Theo đó, việc trả món nợ phải phù hợp với điều kiện của hai bên nhưng cũng phù hợp với khả năng của khách hàng. Đây là tranh chấp dân sự giữa Esimbank và khách hàng. Trước mắt, hai bên tự giải quyết cho ổn thỏa. Trong trường hợp không giải quyết được thì đưa ra tòa, lúc đó chi nhánh ngân hàng nhà nước Việt Nam tại Quảng Ninh mới tham gia, nhưng chỉ với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước, ông cường cho biết. Như đã phản ánh, ông Phạm Huy Anh, chú tại phường Bãi cháy thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bị Exim thông báo phát sinh nợ 8,55 triệu đồng từ năm 2013 và sau 11 năm không trả thì đến nay, tổng dư nợ lên hơn 8,83 tỷ đồng. Trả lời báo chí trước đó, ông Anh cho biết, vào tháng 3 năm 2013, có nhiều một nhân viên làm việc tại chi nhánh Exim Bank ở Quảng Ninh làm cho một thẻ tín dụng, nhưng thực tế sau đó không được nhận thẻ tín dụng này. 4 năm sau đó, năm 2017, Ông có nhu cầu vay vốn ngân hàng thì mới tá hỏa biết bản thân đang có nợ xấu bên SCB. Qua nhiều cuộc làm việc, hai bên không thống nhất được phương án và đến cuối năm 2023, tổng số nợ mà ngân hàng yêu cầu ông Phạm Huy Anh phải trả lên tới hơn 8,83 tỷ đồng. Lý do khó đỡ của tài xế điều khiển ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc Ngày 20 tháng 3, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 8 cục cảnh sát giao thông cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ô tô biển số tỉnh Kiên Giang do có hành vi chạy ngược chiều trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Lâm Thành dầu Dây. Theo đó, chiều 19 tháng 3, lực lượng cảnh sát giao thông đã xác định được ông Lê Hoàng Dương, sinh năm 1989, ngụ Kiên Giang là tài xế điều khiển ô tô chạy ngược chiều làm việc với lực lượng cảnh sát giao thông, ông Dương cho hay đã chạy quá khoảng 200 m lối ra quốc lộ 51, do đó tài xế này quay xe chạy ngược chiều. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đã lập biên bản ông Dương với hành vi điều khiển phương tiện đi ngược chiều trên cao tốc. Như đã đưa tin, chiều 19 tháng 3, người dân lưu thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chứng kiến ô tô lưu thông ngược chiều trên cao tốc. Vị trí ô tô lưu thông ngược chiều là đoạn thi công nút giao cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu thuộc huyện Long Thành Đồng Nai. Phát hiện sự việc, người tham gia giao thông cùng chiều trên cao tốc đã ra hiệu cảnh báo, nhưng ô tô này vẫn tiếp tục di chuyển, gây mất an toàn. Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu Liên quan đến vụ học sinh lớp 2 tại trường tiểu học Ngọc Minh, nghi bị thầy giáo chủ nhiệm đánh phù nề phần mềm vùng đầu. Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Vị Xuyên đã có báo cáo gửi Ban Nhân dân huyện Vị Xuyên, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Giang về kết quả xác minh vụ việc. Qua xác minh tại lớp 2A, một số học sinh khẳng định, sáng 13 tháng 3, trong tiết chính tả, thầy Nguyễn Thế Nam có dùng que nhỏ đánh 3 đến 4 cái vào đầu học sinh Quang. Tuy nhiên, một số học sinh khác cho biết, chiều 13 tháng 3, học sinh tự học ở nhà, Quang đi xe đạp buông hai tay và bị ngã xe tại đường gần sân bóng và quán sửa xe. Trước thông tin này, học sinh Quang khẳng định đã bị thầy Nam dùng que tre nhỏ có đường kính 0,5cm, dài 22cm đánh vào đầu, còn chuyện bị ngã xe đã xảy ra từ trước Tết nguyên đáng. Gia đình học sinh này cũng khẳng định những vết bầm tím trên mặt, mắt của học sinh là do thầy giáo đánh. Vì thế, gia đình đã đăng tải thông tin này lên mạng xã hội vào ngày 15 tháng 3. Kết quả kiểm tra sức khỏe của học sinh Quang cho thấy hiện tại không thấy bất thường nội sọ trên CT scanner sọ não, phù nề phần mềm đỉnh trái. Phòng Giáo dục đào tạo huyện Vị Xuyên khẳng định, hành vi của ông Nguyễn Thế Nam vi phạm quy định đạo đức nhà giáo và quy định về hành vi ứng xử, trang phục của giáo viên, nhân viên trong điều lệ trường tiểu học. Phòng Giáo dục đào tạo tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh làm rõ các thông tin, có biện pháp xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với hành vi giáo viên vi phạm các quy định về nghề nghiệp và đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật theo đúng quy định hiện hành, báo cáo nêu Nổ bình ga mini khi nấu ăn, một ngôi nhà bị cháy rụi hoàn toàn. Ngày 20 tháng 3, Ban chỉ huy quân sự xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang cho hai đơn vị vừa phối hợp cùng các lực lượng chức năng khác tại địa phương hỗ trợ chữa cháy nhà dân. Cũng ngay trong sáng cùng ngày, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang đã đến thăm hỏi, động viên và tặng nhu yếu phẩm thiết yếu để gia đình bị nạn vượt qua khó khăn trước mắt. Trước đó vào tối 19 tháng 3, tại nhà ông Sang, sinh năm 1970, ở tổ 4, ấp Vàng Răng, đã xảy ra vụ cháy. hậu quả căn nhà của ông Sang bị thiêu rụi hoàn toàn và ảnh hưởng đến căn nhà kế bên. rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. theo thông tin ban đầu, trong lúc ông Sang đang nấu ăn tại nhà, thì bình ga mini bất ngờ phát nổ. ngọn lửa lan nhanh từ phía sau ra phía trước nhà, rồi cháy lan vào hai xe máy đang đậu trước nhà. do căn nhà bị cháy là nhà sàn, vách gỗ, nên ngọn lửa cháy lan rất nhanh bao trùm toàn bộ căn nhà, sau đó lan sang ngôi nhà bên cạnh. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân sống trong khu vực đã tri hô, cứu chữa và báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp. Nhận tin báo, công an xã, ban chỉ huy quân sự xã Thổ Sơn đã điều động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với người dân địa phương tích cực cứu chữa cháy. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Lời kể ám ảnh của thiếu nữ bị xâm hại liên tục nơi đất khách. Tháng 6 năm 2023, phòng cảnh sát hình sự PC02, công an tỉnh Cao Bằng đón Hoàng Thị Vi, một thiếu nữ 16 tuổi quê huyện Bảo Lạc, đến tố cáo những kẻ đã dắp tâm bán mình sang Myanmar. Từ tố cáo này của thiếu nữ, phòng PC02 xây dựng chuyên án để bóc gỡ đường dây buôn người qua biên giới và lột trần sự thật ghê rợn về cuộc sống nơi đất khách. Hoàng Thị Vi dùng hết can đảm để kể lại chuỗi ngày mà với cô là đáng quên nhất cuộc đời. Theo lời kể của Vi, cuối tháng 2 năm 2023, thông qua mạng xã hội Facebook, Vi thấy bài đăng tuyển nhân viên của một thanh niên tên Hoàng Văn Sơn cùng chú tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Hoàng Văn Sơn là bạn học trung học cơ sở với Vi. Sau khi trao đổi, Vi đồng ý đi tỉnh Bắc Giang, nơi Hoàng Văn Sơn giới thiệu để làm phục vụ quán hát karaoke. Khi xuống đến nơi, Vi và hai cô gái khác được chủ quán là Nguyễn Thị Nguyệt Hòa, 26 tuổi, chú huyện Lạng Giang, dụ dỗ sang Myanmar làm việc với mức lương vài chục triệu đồng. Hòa còn cam kết công việc bên Myanmar nhàn hạ, nếu làm được việc thì Tết sẽ được về. Tin vào những lời có cánh trên của Hòa, Vi cùng hai cô gái trẻ làm cùng đã gật đầu đồng ý. Sau một tuần di chuyển vất vả bằng nhiều phương tiện khác nhau, ngày 11 tháng 3 năm 2023, cả ba người đã chót lọt nhập cảnh sang Myanmar. Từ đây chuỗi ngày sống vô cùng tủi nhục của ba cô gái trẻ bắt đầu. Thiếu nữ 16 tuổi ngậm ngùi nói, việc nhẹ, lương cao đâu chưa thấy, vừa sang đến nơi, chúng tôi bị các đối tượng ép buộc phải hành nghề mại dâm. Mỗi ngày phải tiếp hàng chục lượt khách, nếu không làm sẽ bị đánh đập, dọa nạt, bỏ đói. Quá sợ hãi, các thiếu nữ bị xâm hại mỗi ngày nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Bị ép làm gái mại dâm suốt một tháng, Vi được chuyển sang địa điểm khác để bán dâm. Hai cô gái đi cùng từ Việt Nam sang bị chuyển đi đâu thì Vi không hay biết. Một thời gian sau, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an Phòng PC02 Công an tỉnh Cao Bằng và các tổ chức phi chính phủ đã giải cứu thành công Vi và đưa thiếu nữ này về nước qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Sau khi nhận được đơn tố giác của Vi, ngày 14 tháng 7 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, tạm giữ hình sự, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can. Trong số 4 bị can bị khởi tố có bà chủ quán karaoke Nguyễn Thị Nguyệt Hòa, ngoài ra, cơ quan điều tra còn khởi tố Đồng Văn Mạnh, 28 tuổi, chú Bắc Giang Hoàng Văn Sơn, 18 tuổi, và Nhân Văn Dũng cùng chú tỉnh Cao Bằng. Quá trình đấu tranh với các đối tượng, chi tiết của vụ án mới dần được hé lộ. Hiện nay, vụ án đã hoàn tất điều tra, chuyển viện kiểm sát cung cấp đề nghị truy tố các đối tượng về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Đại gia Cường Cát An Giang đã thực hiện hành vi trốn thuế và rửa tiền như thế nào? Sáng ngày 20 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Phú Cường, Cường Cát, sinh năm 1974, cư trú An Giang, về tội trốn thuế và rửa tiền. Trước đó, vào ngày 22 tháng 2, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã đưa vụ án ra xét xử, tuy nhiên do vắng mặt nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nên phiên tòa đã tạm hoãn. Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến 2017, Ngô Phú Cường đã thành lập và trực tiếp điều hành hoạt động 4 công ty, một chi nhánh để mua bán cát do Cường và vợ con làm giám đốc. Có địa chỉ tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang và huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Giai đoạn từ năm 2014 đến 2019, cường mua cát trôi nổi không rõ nguồn gốc tại An Giang và Đồng Tháp, rồi bán lại cho các công ty, doanh nghiệp có trụ sở trong tỉnh miền Tây, với tổng doanh thu số tiền bán cát hơn 84,2 tỷ đồng. Các giao dịch bán cát không được cường xuất hóa đơn và kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra, làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 8,4 tỷ đồng. Quá trình điều tra còn xác định năm 2017 Cường biết được Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh An Giang đang tìm người mua diện tích đất 2.999,6m2 của công ty. Trách nhiệm hữu hạn may xuất khẩu Mỹ An đang thế chấp vay tiền ngân hàng không còn khả năng thanh toán nợ nên Cường trực tiếp liên hệ với ngân hàng và Nguyễn Thanh Tùng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn may xuất khẩu Mỹ An, thỏa thuận mua diện tích đất trên với giá 30,119 tỷ đồng. Cường có trách nhiệm thanh toán hợp đồng chuyển nhượng bằng cách trả khoản nợ của Tùng vay tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh An Giang ngày 26 tháng 7 năm 2017, sau khi nhận được số tiền 11 tỷ đồng của Mai Thảo Trang chuyển vào tài khoản của Cường để trả tiền cát, Cường đã chuyển số tiền 8 tỷ từ nguồn tiền này cho Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh An Giang để thanh toán một phần tiền nhận chuyển nhượng đất, số tiền còn lại Cường thanh toán bằng tiền mặt. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thanh toán tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Cường giao cho Ngô Thanh Lam, con của Cường, đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quá trình điều tra, Cường khai đã nộp lại số tiền trốn thuế trên 13 tỷ đồng. Riêng đối với hành vi nhận chuyển nhượng diện tích đất 2.999,6 m2, do tài khoản của bị can cùng Ngân hàng Công Thương Việt Nam Chi nhánh An Giang nên chuyển trả 8 tỷ đồng cho ngân hàng để thanh toán hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nên yêu cầu xem xét lại tội danh rửa tiền. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày 20 và 21 phần 3. Con Tâm điều tra vụ vỡ nợ tiền tỷ tại huyện Biên giới Ngọc Hồi Ngày 20 tháng 3, ông Trần Sĩ Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Lê Cần, huyện Ngọc Hồi, Con Tâm cho biết, đang chỉ đạo công an thị trấn xác minh thông tin vỡ nợ tiền tỷ xảy ra trên địa bàn. Theo đó, ngày 16 tháng 3, nhiều người dân trên địa bàn huyện Ngọc Hồi bất ngờ đến bao vây một căn nhà trên đường Hoàng Thị Loan, thị trấn Bà Lê Cần để đòi nợ. Sau khi nắm được thông tin vụ việc, công an thị trấn đã nhanh chóng đến căn nhà trên để bảo vệ an ninh trật tự, đồng thời hướng dẫn người dân làm đơn trình báo đến cơ quan công an. Theo ông Hải, trước đây ông Nguyễn Văn Tâm và bà Võ Thị Phượng cùng 39 tuổi trú tại tổ 2 thị trấn Bà Lai Cần sở hữu căn nhà nói trên nhưng đã bán nhà này để trả nợ. Sau đó vợ chồng ông Tâm đã thuê lại căn nhà trên để mở tiệm ăn vặt và buôn bán trái cây. Mấy ngày vừa qua xuất hiện thông tin gia đình ông Tâm vỡ nợ tiền tỷ nên nhiều người dân trên địa bàn thị trấn Bà Lai Cần tìm đến nơi vợ chồng ông Tâm đang kinh doanh để đòi nợ. Hiện gia đình ông Tâm cũng đã rời khỏi địa phương, vẫn chưa có thống kê cụ thể số tiền cũng như số người liên quan trong vụ việc. Theo thông tin ngoài lề thì có người cho vợ chồng ông Tâm vay mượn 500 đến 600 triệu đồng. Khi nhiều người tìm đến nhà ông Tâm đòi nợ, cơ quan công an đã đến bảo vệ an ninh trật tự, đồng thời hướng dẫn người dân đến cơ quan chức năng trình báo. Tuy nhiên sau đó chưa có ai đến trình báo nên vẫn chưa xác định được số người cho vay và số tiền nợ trong vụ việc, ông Hải nói bản tin xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày